368 là một phiên bản kim trống điện tử mang công suất 320W, luôn có mặt tại cửa hàng Audio Vinastore. Anh em mình trải nghiệm hoặc là anh em mình đặt hàng tại cửa hàng Audio Vinastore để nhận được những sản phẩm chất lượng chính hãng, uy tín, bảo hành chính hãng 12 tháng nha cả nhà. Trong video này mình chia sẻ thêm cho các bạn mình là trên chiếc remote của chiếc loa sơ đồ F1368 cũng có thể chơi được trống điện tử. Anh em mình xem. Ở mặt trước của nó có rất là nhiều phím điều khiển chức năng, nhưng ở phía sau của nó có thêm một bảng trống điện tử như ở trên chiếc loa luôn. Ở trên chiếc loa có một bảng trống điện tử mà vừa nãy mình vừa gõ cho bạn xem đấy. Rất tuyệt vời. Còn ở trên chiếc remote của chiếc loa Solo F1368 cũng có một bảng trống điện tử. Anh em mình xem nè. Chúng ta muốn khởi động bắt tín hiệu từ chiếc remote sang chiếc loa, chúng ta nhấn nút nguồn để khởi động như là trên cái bảng điều khiển của chiếc loa thôi. Đó, đã bắt tín hiệu rồi anh em mình thấy không? Rồi, bây giờ mình muốn tăng giảm cái âm lượng của trống điện tử thì chúng ta chỉ cần bấm trừ hoặc cộng thôi. Tăng lên nè. Đó, tăng lên max volume là nó sẽ hiển thị thông số, anh em mình thấy không? Rồi, bây giờ chúng ta gõ trống ở trên chiếc remote này thì trên chiếc loa nó sẽ phát âm thanh. Anh em mình xem nè. Rất tuyệt vời. Anh em mình xem trên trống điện tử trên loa này. Nhạy nha anh em, cái trống điện tử cho ta rất là nhạy và ở trên cái remote của nó cũng rất là nhạy nha cả nhà. Cả nhà chúng mình chỉ cần bấm nhẹ thôi thì nó đã phát âm thanh rồi. Rất tuyệt vời. Solo F1368 là một phiên bản loa đang được đứng top 1 tại cửa hàng Audio Vinastore. Tất cả sản phẩm của anh em đều được bán trên toàn sàn và vận chuyển trên toàn quốc. Anh em mình mua đúng tại cái gian hàng của Audio Vinastore để anh em mình có thể nhận được những cái sản phẩm chất lượng chính hãng và uy tín nha anh em. Xin chào cả nhà.